Mời các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Đề đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào Quyền 4 chương 126 Bên trong hải nhãn Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đoan nghe sớm nhất câu chuyện này nha chương 136 Khát vọng trường sinh bất lão Ta đã tận mắt nhìn thấy các người đi ra ngoài Bóng người trông thấy ngô miễn và nhóc nhậm tam xuất hiện Trong giọng nói mang theo ngư khí không thể tưởng tượng nổi Ai quy định ra ngoài rồi Không thể quay trở vào lần nữa ngồi miễn cười lạnh một tiếng Cổ tay vừa lật Thành pháp khí không phải đào cũng không phải kiếm Đã xuất hiện trong tay in nhìn bóng người hiện Đã bị kẹp vào giữa Nói tiếp Ông già kia cố ý để lộ khí tức cũng không phải chỉ để dẫn dụ ngươi hiểu rồi cả người cố ý chờ mặt chính là muốn chờ đến thời điểm này bóng người khẽ thở dài nhưng chỉ giây lát sau hắn đã lại cất tiếng tiếp tục nói có điều cả người thật sự xác định là có thể nuốt trôi được ta sao lúc trước ta đã từng nói cả người chỉ có hai con đường hiện tại xem ra cả người đã quyết định chọn con đường chết Chuyện cuối cùng vừa ra khỏi miệng cũng không thấy bóng người có động tác gì mà không khí xung quanh ngô miễn bỗng trở nên vặn vẹo kỳ quái cơ thể nam nhân tóc bạc bay ngược về phía sau cùng mạnh ngô miễn như đã cảm nhận được gì đó trước tiên nhanh tay đẩy nhóc nhầm tam đang đứng bên cạnh mình ra thật xa ngô miễn bay đi rất xa thẳng đến lúc đâm sập vách tường sau lưng mới dừng lại bị đống gạch đá đổ xuống vùi lấp trông thấy một chiều của mình có hiệu quả Bóng người lúc này lại khẽ mỉm cười Cô không để ý đến nhóc nhân sâm Đã chạy đâu mất dạng Quay lại nói về phía quy bất quỳ Và bách vô cầu Chọn đường chết Thì đương nhiên phải đi cho hết Hắn chưa kịp nói cho hết lời Ngồi bên đã bất ngờ xông ra từ đống đổ nát Chỉ một tàn ảnh xẹt qua Nằm nhật tóc bạc đầy đến sau lưng bóng người Giờ tham lang trong tay Chém một đường chéo từ trên vai xuống Bóng người vốn cho rằng Kể cả ngô miễn không chết Thì cũng không thể nào bao dậy ngay được Ai ngờ nam nhân tóc bạc này Lại giống như chẳng hề hấn gì Nhai mắt đã từ trong đống đổ nát vọt ra Bao người cũng phản ứng rất nhanh Cùng lúc một đào của ngô miễn chém tới Hắn đã dùng hết sức né sang bên trái Trong tích tắc Tham lang bổ xuống mà đau gần như gián sát vào da thịt hắn Tuy rằng không thể tạo thành thương tổn gì Nhưng đào phong phất qua vẫn thổi bay lớp xương mù bao phủ quanh thân hắn lộ ra một khuôn mặt chẳng chịt vết dẻo Bóng người tránh được một đào của ngô miễn thân thể lập tức biến mất tăm cùng lúc đó xuất hiện tại khoảng đất trống cách vị trí vừa đứng chừng mấy chục trượng bây giờ sương mù đã một lần nữa phủ kín lấy hắn tuy không nhìn ra được biểu cảm hiện tại của bóng người nhưng nhìn dáng vẻ thì có thể thấy hắn cũng hề sức kinh ngạc vì sao ngô miễn không bị thương Lẽ nào thuật pháp của nam nhân tóc bằng này Đã đạt đến cảnh giới ngang ngừa từ phúc rồi sao Ta ở trên đường chết Cảm thấy nhàm chán Để kêu theo người đi cùng cho vui Ngồi bên giờ tham lăng Hơi cong khoe môi Nở nụ cười bảng hiệu đặc trưng của mình Nhìn về phía bóng người tiếp tục nói Người đi trước dò đường giúp ta Vừa nói chuyện Y lại lần nữa vung tham lăng Nhằm hướng bóng người lao tới Lục người tiến vào Ta đã cảm thấy quen mắt Cùng lúc ngô miễn tiến lên Bao người cũng đồng thời lùi về phía sau Vừa lùi vừa nói tiếp Hòa ra là bởi mái tóc bạc của ngươi, Tóc bạc giống như tử phúc Ta nên lý giải thế nào Về mái tóc bạc trắng giống hệt nhau Của hai người các ngươi đây Là đặc điểm của người trường sinh bất lão sao Cùng lúc trước cuối cùng vừa ra khỏi miệng ngô miệng đà lao đến đối diện bóng người thì lại một lần nữa bị bắn ngược ra sau lại đâm sập một vách tường rồi lại bị gạch đá vùi lấp lần này bóng người không dám chủ quan nhìn chăm chằm vào vị trí ngô miễn rơi xuống đất tiếp tục nói thật sự là trường sinh bất lão sao nhờ đan dược hay là thuật pháp gì nói cho ta biết ta sẽ tha cho các người rời đi thật sự là trường sinh bất lão sao nói đến câu cuối cùng Giọng nói của bóng người bắt đầu hơi hơi run dày Gần như đã quên mất phía sau Còn có một hậu duệ mang huyết mạch Vạn yêu chi vương Cùng ta đi một đoạn đường chết Ta sẽ nói cho người Lúc này ngồi mấy một lần nữa Bò ra khỏi đống đổ nát Nằm để tóc bạc nhìn bóng người Cười lạnh một tiếng Tiếp tục nói với hắn Người từng gặp từ phúc tóc bạc Nói như vậy Chính ông ta là người hủy diệt thánh điện của ngươi đúng hay không thánh điện của ta Bao người đột nhiên phá lên cười cười một hồi lâu mới chậm rãi ngưng ý cười sau đó triệt tiêu màn sương khói che khuất diện mạo lộ ra gương mặt chẳng chịt vết sẹo vừa gặp thoáng qua lúc nãy hắn nghe rằng cười vinh ngô miễn nói <laughs> ban đầu thánh điện ngoài kia đúng là của ta nhưng bởi vì ta quá si mê nghiên cứu thuật pháp yêu quái và thuật trường sinh bất lão Nên bị đệ tử ám hại xoán quyền Giam cầm ta và yêu quái trong hải nhãn này Nhìn đã qua bao nhiêu năm rồi Kịch đầu kia của ta Có lẽ cũng đã nhập luân hồi Thánh điện bây giờ Không biết thuộc về ai Trên người người không phải ra người Là thân thể ghép nối với yêu quái Trong khi người đàn ông Toàn thân đầy sẹo này nói chuyện Ngô miễn vẫn tỏ ra lạnh nhạt thở ơ chưa kịp hắn nói xong Đã lên tiếng cắt ngang Người dựa vào thân thể của yêu quái Mới có thể sống lâu như vậy đúng không Người trả lời câu hỏi ban nãy của ta đi đã chưa Trong khi người này nói chuyện Trong khuôn miệng Toàn là răng nanh không giống loài người Hắn nhìn về phía ngô miễn Cười một chút nói tiếp Rốt của người làm thế nào Mà trở thành trường sĩ bất lão đan dược hay thuật pháp hay là kỳ chân dị bảo Ngô miễn lửa mắt Liếc nhìn người đàn ông Lấy từ trong ngực áo ra một viết đan dược bọc sáp Ở trước mặt người nọ bao vợ lớp sáp bên ngoài Đặt viên thuốc vào lòng bàn tay Nồng long lên cho mùi thuốc tỏa ra Sau đó Thổi hơi cho mùi thuốc bay về phía người mặt sẹo Còn cần ta nói gì nữa không Ngồi bên nhìn người nọ cứng họng đứng ngây ra Lại cất viên thuốc vào trong ngực Tiếp tục nói với hắn đàn dược trường sinh bất lão ở ngay đây nào cùng ta đi đường chết một chuyến viên thuốc này sẽ là của ngươi ngồi bên còn chưa nói xong người mặt sẹo đã đến trước mặt y trong tay hắn từ hư không xuất hiện một khúc xương thú vót nhọn nhắm thẳng lồng ngực nằm nhân tóc bạc mà đâm xuống cùng lúc người mặt sẹo ra tay ngồi bên cầm tham lang trong tay cũng con động tác y mặc kệ khúc xương thú đang đâm vào ngực mình trực tiếp giờ tham lang lên bổ xuống đầu đối phương khiên ngô miễn không ngờ được chính là lần này người mặt sẹo sử dụng hư chiêu khoảnh khắc y vung tham lang lên luồng sức mạnh cổ quái đã đánh bậy y những hai lần lại xuất hiện có điều lần này có tổng cộng bốn luồng lực giống hệt nhau đồng thời xuất hiện từ bốn phía trái phải trước sau đồng loạt đánh vào cơ thể ngô miễn Nam nhân tóc bạc lần này Không có cơ hội bị đánh bay Thân thể cứng đờ bị chèn ép Ở giữa không trung Ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi Vào mặt người mặt xẻo Bốn luồng lực trực tiếp dồn ép Trong người ngô miễn Đã phát ra tiếng răng rắc Của xương cốt bị ép vỡ Nhìn nam nhân tóc bạc trước mặt Đã bị mình không chế Trên mặt người mặt xẻo Lộ ra vẻ tươi cười sung sướng Lập tức duỗi tay Sờ soàng trên người ngô miễn mở lấy ra viên thuốc vừa rồi y đã cất đi người này là cao thủ luyện chế đan dược Thử đó có phải thuốc trường sinh bất lão hay không không thể qua mắt được hắn có điều ngay khoảnh khắc ngón tay người mặt sẹo tiếp xúc đến thân thể ngô miễn thì một sức mạnh âm nóng từ trên người y chuyển đến ngón tay hắn bù một tiếng vang động người mặt sẹo liền bị thứ sức mạnh này mạnh mẽ chân bay ra ngoài tuy hắn phản ứng nhanh lẹ không bị ngã xuống điều vẫn bị triệt tiêu thứ thuật pháp đang chèn ép ngô miễn ở giữa không trung Nam nhân tóc bạc cũng từ trên cao ngã nhào xuống vốn dĩ người Marcel định thừa lúc ngô miễn trọng thương chạy đến lục lấy đan dược trên người y nhưng ghê đến loài sức mạnh cổ quái vừa phát ra trên người nam nhân tóc bạc hắn đành phải kiềm lại ý tưởng cướp đoạt của mình chờ mắt nhìn ngô miễn chậm chạp từ dưới đất đứng lên một màn vừa rồi Khiến ngô miễn phải gách ít nhất 70 cây xương Nhờ đến khi y đứng dậy Thì đã lại như không có chuyện gì Y vị tham lang trong tay trống xuống đất đi người mặt sẹo nói Đàn dược ở ngay đây Sao không đến mà lấy Ta đang đợi người nối xương xong Xem xem sức mạnh trường sinh bất lão Đã đạt đến mức độ nào rồi Người mặt sẹo nhìn ngô miễn cười một chút Lại nói tiếp Nội tạng của người đều bị ép nát rồi đấy nhỉ Có phải là vất vả lắm Mới đứng vững được không Hết trường 136 chương 137 <laughs> Vất vả lắm luôn Ta sắp không đứng được nữa rồi Ngồi bên lạnh lùng Nhìn người mặt xẻo Sau đó làm ra một động tác mà hắn không thể ngờ được Nạn đẹp tóc bạc Thế mà giơ tay Quang tham làng về phía ngực đối phương Khoai khắc tham lang rời khỏi tay Thân thể ngô miễn cũng đồng thời biến mất Trong khi người mặt sẹo nghiêng người Tránh đi lưỡi đào tham lang Chuẩn bị dối tay bắt lấy chuôi đào Ngô bên bất thỉnh lình xuất hiện Bên cạnh hắn Giờ tay đánh vào đầu người mặt sẹo Người mặt sẹo không kịp đoạt lấy tham lang Thân thể lại lần nữa biến mất Trong chớp mắt Di chuyển đến vị trí cách đó vài chục trượng xa Kinh ngạc tột độ Mà nhìn nam nhân tóc bạc Hắn có thế nào cũng không tưởng tượng được Dạng thể chất gì Mà hứng chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy Lại chỉ trong giây lát Đã có thể hồi phục như bình thường Cùng lúc đó Nhọc nhậm tam đã trở lại bên cạnh Quý bất quý và bách vô cầu Thành đắp kéo tay ông già Tường thuật lại những gì đang diễn ra Cho lão bất tử nghe Ngày đến đoạn ngô miễn Bị đánh mấy lần Đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ Bèo cảm trên mặt ông già Cũng trở nên cổ quái khác thường phá của mà Một tàng chân long riêng như vậy Lần này thật là chẳng thừa lại chút nào Quy bất quy cúi đầu liên tục than thở Rồi lại lẩm bẩm cầu nhau Đây là khinh ông già ta mắt mù chứ gì Quá khinh người Tiết kiệm một chút có thể dùng được mấy trăm năm Lâu này Nhóc nhậm tam cũng đang hiểu ra Thằng nhóc hạ thấp giọng nói với ông già Là bất tử Người đang ngồi miễn là dựa vào chân long riêng ha không thể nào à, Vừa rồi nhân sâm bọn ta nhìn kỹ lắm Y làm gì có thời gian Cháu trai người cũng trông thấy mà Ông trẻ người không bị đánh Thì cũng đi đánh người Bồi thứ đồ kia lên lúc nào vậy Bạch vô cầu đối với nhóc nhân sâm này Cũng không có ác ý gì Thậm chí trong lòng còn có xúc động Muốn nhắc nó lên Cho ngồi lên cổ mình nữa Tuy thấy hết sức không vui Vì sao bối phận của mình lại nhỏ nhất Trong số bốn người nhưng hắn không tỏ vẹt tức giận với thằng nhóc Chỉ hư một tiếng thể hiện sự bất mãn Cũng còn như cam chịu Cái gọi của nhóc nhân sâm Ai nói chân long diên Chỉ được bôi lên khi chuyện đã rồi Không bôi trước được sao Quy bất quy cười khổ một tiếng Nói tiếp Trước khi y vào đây Đã bôi chân long diên lên người Cho nên bất kể bị ăn đòn nặng cỡ nào câu sẽ lập tức khôi phục Rồi lại đi liều mạng tiếp vừa đã có thân thể trường sinh bất lão Lại còn bôi sẵn chân long riêng Quá khinh người mà Trong khi quy bất quy nói chuyện Trông Ngô miễn và người mặt sẹo bên này Đã xảy ra biến hóa Mặc kệ là tham lang Hay thứ thuật pháp cổ quái kia Trong lòng người mặt sẹo Đều hết sức kiêng kỵ Được về thuốc trường sinh bất lão trên người ngô miễn Thì hắn cũng nhất định muốn có Ngồi mệt bây giờ đã nhìn ra đường lối thuật pháp của người mặt sẹo hắn liên tiếp mấy lần dùng thuật pháp công kích để bị nam nhân tóc bạc tránh thoát ngược lại còn bị ngô miễn nhân cơ hội phản công nếu hắn không phản ứng nhanh thì lúc này đã nằm bẹp dưới đất chờ chết rồi cuối cùng người mà sẽ quyết định chơi tất tay sau một tiếng gầm như của loài dã thú thân thể trang chịt vết thương của hắn bắt đầu phân tách ra từ trong người hắn tách ra một người đàn ông giống hình hắn trong tay người mặt sẹo thứ hai cũng cầm một khúc xương thú vót nhọn Toàn thân trên dưới giống bản thể y như đức, Chỉ là quanh thân tản ra yêu khí Phản phất như có như không Hai người đàn ông mặt sẹo Lướt nhìn nhau một cái Sau đó đồng thời nhào về phía ngô miễn Giờ khúc xương thú trong tay đâm vào y Ngồi miễn tránh được người mặt sẹo bên trái Nhưng vẫn bị xương thú trên tay người còn lại Đâm trúng vào ngực Cảnh tượng bị bốn luồng lực Đồng thời chèn ép như vừa rồi lại lần nữa tái hiện Thân thể ngô miễn lại bị treo lên giữa không trung Hai người mặt sẹo giống hệt nhau Cùng lúc lao về phía y Cả hai thế mà Đều muốn cướp lấy đan dược trường sinh bất lão y đang giữ Đúng vào lúc này Người mặt sẹo xuất hiện từ đầu khét khựng lại nhường ra một khoảng nửa thân người Liền thấy Người mặt sẹo thứ hai dối tay Lần mò trong người ngô miễn Một lát sau Hắn đã mò được viên thuốc Bị loại bỏ lớp vào sáp lúc nãy cùng ngày khoảnh khắc này một luồng sức mạnh âm nóng từ trên người ngô miễn chuyển qua ngón tay người mặt sẹo kẻ thiên thân này cùng ngày tức khắc bị thức sức mạnh ấy chấn bay cho đến tận lúc ấy trong tay hắn vẫn nắm chặt viên thuốc trường sinh bất lão không chịu buông ra sau khi người mặt sẹo rơi xuống đất bàn thể giống hệt hắn cũng đã xuất hiện ngay bên cạnh sau đó là một cảnh tượng mà đến ngô miễn cũng có chút không tiếp thu được liền thấy bản thể không chút nào do dự cầm khúc xương nhọn trong tay mình đâm thẳng vào ngực thế thân đồng thời đoạn lấy viên thuốc người kia nắm chặt trong tay người mà xẻo thế thân sau khi chết thì thân thể bắt đầu nhanh chóng co rút lại bỏ lát sau đã còn lại chỉ còn một lớp da người còn lại mới coi như thở vào hắn dù dày cầm vết thuốc trong tay đưa lên mũi hít một hơi thật sâu rồi gần đầu nhìn qua nam nhân tóc bạc cũng đang nghiêng đầu ngó về phía này nói thuộc trường sinh bất lão này là do tử phúc luyện chế ra vì sao lại ở trong tay ngươi tuy lại bị người mặt sẹo không chế một lần nữa nhưng ngô miễn Và không tỏ vẻ gì là sợ sệt y cười lại một tiếng rồi nói để ta cô muốn khen ngươi mấy câu ngay cả chính mình cũng giết cho rằng ta không dám giết ngươi sao Người mà xèo lấy được đan dược trường sinh bất lão Thì có chút hưng phấn Hắn nhìn chằm chằm ngô miễn tiếp tục nói Thuộc trường sinh bất lão Đã nằm trong tay ta Huyết mạch vạn yêu chi vương Cũng ở ngay bên đó Để lúc đó ta đoạt lấy thân xác hắn Lại ăn viên thuốc này Người mà xèo chưa nói dứt lời Đột nhiên quay ngoắt lại Cầm cốc xương thú đánh ra phía sau lưng Sau một tiếng nổ mạnh Đinh tay nhức óc Cơ thể nhóc nhầm tam từ hư không Bay ra giữa một mớ mảnh vụn trong suốt Mà thấy thằng nhóc Sắp rơi thẳng vào huyết tuyển Thân hình bách vô cầu chợt lóe lên một cái Nhanh chóng lại vững vàng Tiếp được nó vào tay Để những mảnh vụn trong suốt rơi đầy đất Người mặt xèo cười lạnh một tiếng Chỉ vào mắt trái của mình nói Cho rằng ta Không nhìn ra được Tấm vải ngược mà người luôn khoác trên người chư gì Vừa rồi quên nói với các người Có mắt này của ta là mắt rồng Và ngược của long tộc đương nhiên Không thể lọt khỏi con mắt này Một chiếc vừa rồi của người mặt xẻo Kể cả là đại tu sĩ như Quảng Nhân Hay Quảng Hiếu Cũng không chịu nổi Cùng mày hơn phân nửa Lực công kích đã bị vẩy rồng cản lại Nhóc nhầm tàm tuy bị thương không nhẹ Nhưng tốt xấu gì Cũng giữ được mạng sống có điều nhìn nhóc nhầm tam Nằm trong lòng mình Cứ không ngừng học ra máu tươi Hai đầu mày của bách vô cầu Nhăn lại thành một cục Không hiểu sao Điện thằng nhóc này bị đánh Mà hắn còn thấy khó chịu hơn cả chính mình bị đánh Trẻ con không hiểu chuyện Có được bảo bối liền thích khoe mẽ khắp nơi Lúc này Quy bất quy sau khi xác định nhóc nhầm tam Không có gì đáng ngại Mới cười tùm tìm tiên lên mấy bước tiếp tục nói với người mặt Thư thư giống hệt người kia là yêu thể người giấu trên người mình đấy nhỉ? ông già ta nghe nói có người luyện chế yêu thể sử dụng như con rối của mình, người có thể luyện chế ra yêu thể giống hệt như mình thì lại rất hiếm thấy. nhưng mà ông già ta vẫn có chút chuyện không hiểu, yêu thể của mình dùng tốt như vậy, sao lại phải giết đi? tiếc quá đi mất mà. Quy bất quy làm như không biết ngô miễn Đang bị người mặt sẹo khống chế Ông Dung nói tiếp Và rồi ông giả ta Vẫn luôn cô nhớ lại xem Rốt cuộc là vị tiền bối nào Đến đây lánh đời Nghĩ tới nghi lùi Mà chẳng nhớ ra được manh mối nào cả Không biết là tiền bối Có tiền tiết lộ một chút không Mấy người chúng ta Cho dù có chết ở đây Cũng không trở thành quỷ hồ đồ Ông giả Người với cái tên tóc bạc kia Rốt cuộc có quan hệ gì đây Bây giờ ta còn cảm thấy các ngươi Là người một nhà Giờ lại thấy quan hệ thân thích của các ngươi Cũng chỉ đến thế Chưa đợi người mà xẹo đáp lời Bạch vô cầu đã cao mày nói trước Dừng lại một chút Hắn nói tiếp Người định trơ mắt Nhìn tóc bạc bị tra tấn đến chết sao Xem người nói kìa Ông già ta sao có thể Mới nói được một nửa Quỷ bất quy đột nhiên biến mất Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt người mặt xẹo kia Hướng về phía hắn Rồi hai tay kéo ra Người mặt xẹo từng nếm mùi phá không Lập tức vội vàng đáy tránh Không ngờ rằng ông già chỉ là một hư chiêu Thế người mặt xẹo vừa lách mình nét sang một bên Quỷ bất quy Lập tức thu chiêu Đợi tay rút khúc xương thú cắm trên người ngô miễn giả Hết trường 137 Trường 138 xuống huyết tuyển Nếu không phải đã đích thân thử qua quy bất quy mấy lần Người mà sao không thể nào tin được Ông lão giả nhan nheo khu đế trước mắt Là một người mù Ông giả như thể vẫn nhìn thấy bình thường Trước tiên và dùng pha không Lừa mình tránh đi Cái đó chuẩn xác bắt lấy xương thú trên người ngô miễn rút ra cái một Ai dám tin thấy là chuyện mà một người mù có thể làm được Người mà xẻo nhìn ngô miễn Đã khôi phục tự do Kể lạnh một tiếng nói với ông già hoa Hóa người chỉ đánh lừa Hắn còn chưa nói xong Quý bất quý đã quay đầu lại Đôi mắt phủ một lớp màng sáp mở mà đục Nhìn về phía người mà xẻo nói tôi sâu gì Ông già ta cũng đã mổ mắt Vài chục năm Sông trong mờ mịt lâu rồi Đã thích ứng với việc hành động Mà không cần đôi mắt Lâu này quý bất quý Chẳng có lý do gì để lừa gạt mình cả Hiện giờ nhìn hành động của ông già Trông còn tự nhiên hơn cả người sáng mắt Khiến người mặt sẹo trong lòng Cũng thoáng do dự Bây giờ ngô miễn Đã lại giờ tham lang trong tay lên Chậm dài nhấc chân Đi về phía người mặt sẹo và đi vừa nói Ta cũng cho người hai con đường Hoặc là bị ta chém chết Hoặc là tự sát Người chọn cây nào Ta chọn con đường thứ nhất trong khi nói Người mà xeo ngờ mặt lên trời cười to Khi ngồi miễn chỉ còn cách hắn khoảng 3-4 trường Hắn bất ngờ quang khúc xương thú trong tay về phía y Khoảnh khắc nằm đến tóc bạc theo phản xạ vông tham lang Mưa chém nát khúc xương đang bay đến trước mặt mình Thì nó đột nhiên nổ tung Phát ra một tiếng vang lớn Từ bên trong ống xương Tuôn ra một làn khói đặc Lan tỏa Bao trùm toàn bộ phạm vi huyết tuyển Dày phun khói đặc tản ra khi tức của mấy người và yêu bên trong Khu vực huyết tuyển Đều biến mất hết Người bà xẻo đưa theo xương khói mở mịt Lèn đến bên cạnh huyết tuyển Quả tay một cái Bắt được bách vô cầu Mang huyết mạch vạn yêu chi vương Cười khăng khắc, khắc một tiếng đầy dữ tận rồi nói <laughs> Bây giờ đã có thuốc trường sinh bất lão Chỉ còn thiếu mỗi thân xác tuyệt hào của người Không đúng Người là ai Nó được buồn nửa người mà sẹo đột nhiên phát hiện ra người mình bắt được không phải bách vô cầu cánh tay này không thô giáp như tay yêu quái hắn vội vàng buông cánh tay đó ra chuẩn bị ra đòn sát thủ với đối phương còn điều người kia còn phản ứng nhanh hơn khỏi khắc người mà sẹo vừa buông tay người kia đã trở tay túm lại cổ tay hắn sau đó là một dòng nước ấm nóng theo vị trí tay tiếp xúc ồ át tràn vào người mà sẹo phun ra một ngụm máu tươi trong tay hắn vẫn còn có một thanh yêu khí giả phút này cũng đã hóa thành khói xương hiện giờ cổ tay hắn bị người kia nắm chặt lấy thứ sức mạnh cổ quay đó cứ không ngừng theo cánh tay truyền vào người nếu thứ sức mạnh này truyền đến những vị trí yếu hại trong cơ thể vậy thì ngay lúc này đây có ăn hết viên thuốc trường sinh bất lão kia tám phần là cũng chẳng có tác dụng gì người mặt xẻo cắn răng hạ quyết tâm nhận lúc luân sức mạnh kia chưa lan đến tâm mạch Bàn tay còn lại của hắn vận lực hóa thành lơi đao Vùng lên Chẹp đứt tận gốc cánh tay của mình Đang bị đối phương giữ chặt Sau một tiếng hét to Thân thể hắn cũng tiêu tan Lẫn vào trong khói đặc Bỏ là sau Làn khói đặc mà quy bất quy Sử dụng phép không phong Cũng không thổi tan được Thế mà lại tự động tan dần đi Lâu này Bạch vô cầu đứng bên bờ huyết tuyển Mê trông thấy nằm nền tóc bạc kia đã đứng tại vị trí mình vừa đứng Trong tay Cầm một cánh tay chi chít vết dẻo Chủ nhân cánh tay này vừa rồi Còn nằm nhẹ muốn cướp thân xác Của bách vô cầu Chỉ kém một chút nữa thôi Ngô miễn thở dài một hơi Cầm cánh tay nửa người nợ yêu Quăng xuống huyết tuyển Tại vị trí cánh tay rơi xuống Dịch máu bên trong huyết tuyển Liền sôi sục lên Bề mặt cánh tay bốc lên lửa lớn Trong chốc lát đã bị thiêu thành Một làn khói đen rồi tiêu tan trong không khí Sao người biết Hắn sẽ nhắm vào ta Lúc này trong lòng bách vô cầu Dâng lên chút sợ hãi Vừa rồi khi khói đặc tràn ra Nam nhân tóc bạc này liền xuất hiện trước mặt hắn Lặng lặng đẩy hắn ra Rồi tự mình đứng thế vào Nếu không nhờ có ý Trẻ lúc này thân xác bách vô cầu Đã thuộc về người mặt xẹo kia Chính miệng hắn nói đã có đàn dược Chỉ cần thiếu thân xác của ngươi. Ngộ miễn dường dưng Đáp lại một câu Bé nhóc nhầm tam Đang nằm trong lòng con yêu quái ra Thấy thằng nhóc không có trở ngại gì Lúc này mới đi về phía quy bất quy Và đi vừa nói với bách vô cầu Ở sau lưng Nơi này là nơi nào Người biết rõ nhất Đừng đi thế nào thì phải xem ngươi Ông già đã làm chủ thay ngươi Mấy trăm năm rồi Cùng đến để ông ta nghỉ ngơi một chút Nhìn theo bóng dáng nam nhân tóc bạc Bánh vô cầu không nhịn được mở miệng nói Ông ta thật sự là phụ thân của ta ư Ta đây sao có thể là bán yêu chứ Nếu ta thật sự mang huyết mạch vạn yêu chí vương Huyết mạch này sao có thể xuất hiện trên người một bán yêu được Vậy thì phải hỏi ông ta với mẹ của người Ngồi bên không có ý định tiếp tục đề tài này đi đi tới bên cạnh Quy bất Quy Liên nhìn ông già đang tỏ ra có chút bất an Quay đầu tiếp tục nói với Bách Vô Cầu Kỳ thực ta vẫn thích tên ngốc Bách Vô Cầu gọi ta là ông trẻ kia Có lẽ lần tới gặp lại Người đã trở thành yêu vương rồi Ông già Trường kiên huyết mạch trong người hắn thức tỉnh Rồi chúng ta sẽ đi ngay Cái thứ gớm ghiếc kia đã mất một cánh tay Không nhắc lên được song to do lớn gì nữa Ngồi bên hôm nay khác lạ Nói khá nhiều Quý bất quỳ hiểu rõ trong lòng y Cũng có chút không nỡ chia tay với Bách vô cầu kia Người mà về sau có thể Sẽ không còn gặp lại nữa Có điều rút cuộc tên gốc kia Cũng không phải thân sinh của ông già Chiếm lợi trên đầu hắn suốt mấy trăm năm nay Cũng tương đối đủ rồi Sau hôm nay Có lẽ sẽ trở thành người dưng Nghe đến đây Khoe miệng quy bất quy khẽ run lên Dường như có điều muốn nói Chỉ là đến cùng công vẫn không nói ra thành lời Cái người dùng thân xác yêu quái vừa rồi đâu cả người cứ như vậy thả hắn đi Trịnh bách vô cầu cũng không muốn tiếp tục đề tài này hắn đứng tại chỗ nói về phiên ngô miễn quy bất quy cơ hội tốt như vậy cả người không định bắt hắn ra xử lý sao hắn bị nhốt ở nơi này vốn dĩ không thể ra được quy bất quy vừa nói chuyện vừa ảo não thở dài Ông già không dám đối diện tầm mắt với bách vô cầu cúi đầu nói tiếp Già còn bị chặt đứt một cánh tay Chỉ cần người bên ngoài không đi vào Hàn xe không có uy hiếp nào cả Nơi này là hải nhãn Phía trên còn có một người không để cho hắn tùy ý rời đi Ngọc Vô cầu Hiểu chưa Cả người vẫn lạ muốn đẩy ta vào huyết tuyền này Bạch vô cầu cũng thở dài Hắn không phải tên thổ lỗ ngu ngờ Léo đéo đi theo quy bất quy mấy trăm năm Lúc này tất nhiên Đã hiểu rõ ý tứ của mấy người bọn họ Liền con chuôn bất đăng dĩ Quay đầu lại lên nhìn biển máu tanh tưởi gây mũi kia Nếu ta không phải huyết mạch Vạn yêu chi vương gì đó Thì ra giống như canh tay vừa rồi Bị ném xuống đúng không Đi vào vị trí vừa rồi cánh tay của người mặt sẹo rơi xuống Bách vô cầu vẫn có chút đắn đỏ Trần trừ thêm một lát Cuối cùng sức hút của thân phận Vạn yêu chi vương vẫn lớn hơn Lại nhớ đến vừa rồi Người mà xèo kia cũng thèm muốn thân xác này Mà tóc bạc và ông già Hẳn là không phải phường lửa gặt Cuối cùng Bạch vô cầu không do dự Hẳn quay đầu lại Nhìn mấy người bọn họ một cái Rồi xoay người chậm rãi Đến gần huyết tuyển Bạch vô cầu từng bước một Tiến vào trung tâm huyết tuyển cho đến khi thân thể hoàn toàn chìm trong máu loãng Đến lúc toàn thân bách vô cầu Đã bị máu thấm đẫm Nhọc nhậm tạm nằm trong lòng gô miễn Đột nhiên mở bừng mắt Nhìn hai người trước mặt nói Cháu trai đâu Nhân sân bọn ta vừa nằm mơ Mơ thấy hắn không quen biết nhân sân bọn ta Hắn đi đâu rồi Cháu trai Người ra đây nói cho rõ ràng đi ngọc nhậm tam vừa nói dứt lời Bách vô cầu đang ngâm mình trong biển bóng Bất chợt ngoi đầu lên Hắn ngoái đầu lại Nhìn mấy người phía sau Rồi chậm rãi xoay người đi ngược vào bờ Về đến trên bờ Bạch vô cầu dừng lại Ở vị trí cách ngô miễn quy bất quy chừng Trường năm sáu trượng Mặt đôi mắt Nhìn hai người một yêu Bên kia một lúc Rồi hắn đột nhiên nhổ toàn một cái về phía bọn họ Phun hết máu loãng trong miệng Lên mặt ông cha chú của mình Nói Thế ai trong mấy người đẩy ông đây xuống đây À, ông già có phải là cha không Có phải là nhìn chúng con gái nhà ai Muốn cưới về làm vợ lẽ hả Lo sợ ông đây kéo chân cha à, Ông trẻ Ông quản thúc cháu ông đi chờ à, Có còn nhân tính hay không Nghe thấy giọng nói quen thuộc này Quy bất quy thiếu chút nữa khóc ẩm lên Vội vàng chạy nhào tới Mặc kệ mau loãng ướt xuống trên người Bách vô cầu Ôm chầm lấy hắn <laughs> Không tìm nữa Mỗi ngày bị ngươi chọc điên Cũng rất vui Hết trường thứ 138 Trường 139 Giữa thầy và trò Bạch vô cầu vẫn một vẻ Không sao hiểu nổi Đưa tay đẩy cha ruột của mình tách ra Nói Việc này không đúng Vừa rồi không phải ông đây Đang ở trong cổng vòm Dọn đồng nát cho mấy người sao Sao chớp mắt một cái Đã rơi vào biển máu này rồi À, ông già Cha bỏ tay ra Ông đây không chấp nữa Không có lần sau đâu đấy Chuyện này không phải Chỉ một hai câu là có thể nói rõ được à, Ra ngoài rồi Sẽ nói với người à, Chỗ này không phải nơi nói chuyện Quy bất quy vừa nói Vừa lôi kéo thằng con trai nhặt nhà mình Đi về phía ngô miễn và nhóc nhậm tam Nhi cầm cho con này đi tới Ngô miễn nhách khóe miệng Cười như không cười Hỏi quy bất quy suy nghĩ cẩn thận rồi ừm vừa rồi ông già ta sốt ruột Để có chút hồ đồ Bật đi thằng con che nhặt rồi lại tìm về được nay giờ ông già vẫn cười te tết chưa khép miệng lúc nào tuy rằng trước kia ông già không từng có con thân sinh nối dõi nhưng cảm giác không đỡ dứt bỏ như đối với bách vô cầu thì quả thực chưa từng có bao giờ Quỷ bất quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói <laughs> cái đứa vừa rồi mới là em trai ruột của bách cương một đứa khác thì vẫn luôn ngủ say là lão yêu vương cất trong thân thể mới dùng thằng ngốc trấn áp nó nói đến đây quy bất quy dừng lại một chút quay mặt về phía con trai nhặt nhà mình cười cười một cái rồi tiếp tục nói với ngô miễn vừa rồi trông thấy nó ông già ta đã cảm thấy quen quen từ khẩu khí nói chuyện đến tác phong động thủ Không lưu tình Quả thực giống anh nó y như đúc Nếu là chuyện nhà người khác Ông già ta lướt mắt một cái Là có thể nhìn ra Nếu chuyện xảy ra đến chỗ mình Thì lại rối loạn Ông già Mọi người lại nói cái gì đây Nơi này còn dính dáng đến cả ông đây về lão yêu vương à Bách vô cầu trừng bắt đến cha ruột của mình Hắn thật sự không nghe rõ Quy bất quy đang nói cái gì cả quy bất quy cười khà khà nói với tên thổ lỗ <laughs> không liên quan đến ngươi là một thằng gốc khác ở trên yêu sơn chuyện này nói ra thì dài lắm về sau cha đây có thời gian rồi sẽ nói với ngươi con trai ngốc ông già ta nghĩ kỹ rồi sau khi trở ra liền cưới ngay cho ngươi một cô vợ cứ tìm trong đám con gái của lão yêu vương ngươi đừng có mà tỏ vẻ không vui lão yêu vương người ta đã đem cả giang sơn mà mình thu phục được tặng cho ngươi người cười mấy đứa con gái của lão thì con là gì lại nói sau này ngươi chính là yêu vương bên cạnh thể nào chả con năm thê bảy thiếp tám trăm một ngàn cô vợ đến lúc đó mấy đứa con gái của lão yêu vương người thích giữ thì giữ không thích thì ly hôn mặc kệ là nhân gian hay yêu giới hoàng đế nhà ai mà chả như vậy Điền quy bất quy lôi kéo bách vô cầu Quay trở lại hướng cổng vòng Nhọc nhậm tam theo phía sau Cất giọng non nớt nói Lá bất tử Ngươi chỉ cần con trai Không cần bảo bối nữa Đời này không phải hải nhãn sao Phía trên hải nhãn còn có từ phúc nữa Không đi tìm ông ta tán gẫu à Con trai ở ngay đây rồi Ai còn cần bảo bối gì nữa Quy bất quy đáp Mà không thèm ngoảnh lại Hướng về phía con trai nhặt nhà mình Cất tiếng cười khà khà lại nói tiếp <laughs> bạc kệ bên trong hải nhãn Còn có cái gì Ông già ta đều từ bỏ hết Quả cải trong nhà Dùng thêm 800 một ngàn năm nữa Cũng dùng không xong Lại nói về sau con trai ngốc đăng cơ làm yêu vương rồi ha, à, có thể bạc đãi cha nó đây Đúng không Con trai ngốc Hai cha con chúng ta tính rõ trước nha Về nhà Viết cho cha người một tờ giấy làm bằng chứng Cha đây cũng không tham lam Cứ viết rằng Của người chính là của ông giả ta là được ừ, Ông giả cha thật sự Coi ông đây bị ngu đấy hả Bách vô cầu nhỏ tuyệt một ngộm nói Ông đây không biết chữ Trong khi tổ hợp Hai người hại yêu kéo nhau quay trở lại cổng vòng Ở trong một gian phòng đá nhỏ Cách bọn họ không xa Người Marcel vừa rồi chặt tay chạy trốn Bây giờ Toàn thân đổ đầy mồ hôi Nằm trên một cái giường đá Vị trí tay đứt đã được nối vào Một cánh tay khác Không biết là của yêu quái nào Người mà xèo tuy rằng Vừa đi một chuyến qua lằn danh sống chết Nhưng biểu cảm trên mặt Lại là vẻ hưng phấn khác thường Trong tay hắn cầm viên thuốc nho nhỏ kia thi thoảng lại đưa lên mỗi người người một chút Cứ như là chỉ cần người mùi thuốc Cũng có thể tăng thêm mấy trăm năm tuổi thọ vậy Mặc dù không còn cơ hội Lấy được thân xác của kẻ mang huyết mạch Vạn yêu chi vương Nhưng chỉ cần biến thành thể chất trường sinh bất lão Rồi nghĩ cách ra khỏi nơi này Đến lúc đó Muốn có dạng yêu thể nào mà chẳng được Bản thân chỉ cần ngủ đông Thêm mấy năm là tốt rồi Trong lúc người mặt xẻo Đang bỗng tưởng về tình cảnh sau này Cơ thể trên khoe mắt hắn Bỗng nhiên vô cớ co giật một chút Người mặt xẻo ngồi dậy khỏi giường Nhìn chăm chăm vào vị trí cửa phòng đá Lạnh lùng nói Đã đến tận cửa rồi Không định tiến vào sao Một câu vừa dứt Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cười Rồi một giọng nói nhẹ nhàng chuyển đến Ha <laughs> Nhiều năm không gặp Sư tôn vẫn là dáng vẻ năm xưa Đồ nhi vừa đến cửa Đã bị lão nhân ra ngài phát hiện Nếu sư tôn đã mở lời Đệ tử làm sao dám không tuân mệnh Cùng với tiếng nói Một thành niên có khuôn mặt trắng trẻo Từ ngoài cửa bước vào Người này Một thân bạch y trăng muốt Tuổi tác thoạt trông chỉ chừng 20 Giá người trung bình Còn có vẻ hơi chút gầy yếu Trên đầu còn đội một chiếc mũ màu trắng Nhìn qua Trông giống như một vị thiếu gia nhà giàu nào đó Trông thấy người thanh niên Lòng bàn tay người mặt sẹo Đang cầm viên thuốc Khe nắm chặt lại Hắn cười lạnh một tiếng nói người giam ta ở đây bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng nhớ đến lão già thối này rồi sao hiếm thấy đấy nhiều năm qua ta vẫn luôn thành người trông coi kho tàng bên ngoài hiện giờ cấm chế ngoài kia đã bị phá lão già thối này ở đây cũng không còn tác dụng gì có phải đã có thể cởi bỏ phong ấn cho ta ra ngoài hít thở không khí rồi không dù sao một lão già như ta cũng không sống được bao lâu nữa xem sư tôn nói kìa đệ tử năm đó chỉ muốn mời lão nhân ra ngày đến mảnh đất phúc này dưỡng lão mà thôi thanh niên khẽ mỉm cười lại nói tiếp Cầm chê bên ngoài đã bị người ta phá bỏ làm nhân ra ngài đương nhiên có thể tùy ý rời đi đệ tử còn phải chúc mừng sư tôn lấy được tiên đan trường sinh bất lão sắp có được sự sống trường tồn thọ ngang trời đất nghe mấy lời thanh niên gầy yếu này nói người và sẹo lại càng nắm chặt viên thuốc trong tay hắn lạnh lùng nhìn thanh niên trước mặt mình Hít sơ một hơi rồi nói hòa dạng người đã đến đây từ sớm rồi nên người đều đã chứng kiến hết vậy thì chúng ta nói thẳng về thuốc này ta sẽ không cho ngươi hoặc là ngươi trực tiếp lấy mạng ta sư tôn hiểu lầm rồi đệ tử không có ý đó thanh niên nhẹ nhàng cười một tiếng thảo trường mô đang đổi trên đầu xuống lộ ra mái tóc bạc trắng giống hệt như ngô miễn. Nhìn người mặt sẹo đang tỏ vẻ hết sức ngỡ ngàng tiếp tục nói. Nhiều năm trước, đệ tử ra ngoài vân du. Nhờ duyên kỳ ngộ mà có được loại đan dược dùng điều viên thuốc trong tay lão nhân ra ngài. Từ đó trở thành người trường sinh bất lão, cũng đã mấy trăm năm. Viên thuốc này đối với sư tôn là bảo vật vô giá. Vào tay đệ tử lại chẳng có tác dụng gì. Lần này là đệ tử thật lòng đến chúc mừng sư tôn Người cũng từng dùng viên thuốc này Người mà xéo lúc này mới phản ứng lại Để mái tóc bạc trắng quen thuộc của thanh niên Dừng lại một chút Mở lòng bàn tay ra Để viên thuốc trong tay Tên kịch đồ này Đại biến thành trường sinh bất lão Xem ra đan dược này không phải đồ giả Lúc này Thanh niên nọ cố ý vô tình cử động một chút Động tác này Khiến người mà cảnh giác Lớn tiếng quát Người muốn làm cái gì Nói là không cần viên thuốc này Giờ còn không phải muốn nhào lên cướp đấy sao Khỏi cần vọng tưởng Muộn rồi Và nói chuyện Người Marcel xèo đã nhét viên thuốc vào miệng Cơ thể khô khan nuốt xuống Đàn dược xuống bụng nhanh chóng phát tác Người mà xèo có thể cảm nhận được Dược lực khoách tán trong cơ thể mình Đến lúc hắn Đẩy lên tiếng châm trọng người thanh niên mấy câu Mới phát hiện mình Đã không nói được nữa Hắn vừa há miệng ra Rằng bên trong đã rụng xuống từng cái từng cái một Sau đó những bộ phận ghép nối từ cơ thể yêu quái Bắt đầu bong chóc dần Tiếp nữa Từ khắp các lỗ chân lông trên cơ thể người mặt Bắt đầu có máu rỉ ra Rồi nội tạng trong bụng Bị hòa tan nát bấy phun ra khỏi miệng Chỉ trong chốc lát Người mặt dẻo đang ngã xuống đất Không còn cử động được Nhìn thân thể hắn vẫn đang tiếp tục tan rã. Người thanh niên cười nhạt một tiếng Lầm bẩm nói Không tận mắt nhìn thấy người uống thuốc trường sinh bất lão Ta làm sao có thể yên tâm rời khỏi nơi này Hết chương 139 chương 140 Đường về Trên đường trở về Hai thầy cho Quảng Hiếu quán vô danh Vừa bị đánh nằm chết giấc dưới đất Đã không còn ở đó nữa có điều ngô miễn quý bất quý Đối với việc hai thầy trò này bốc hơi Cô không cảm thấy lạ lùng Dường như hai người bọn họ giờ phút này Vẫn còn ở lại đây Mới chính là quái lạ Nhưng việc khiến quý bất quý căm giận hơn cả Chỉ là cùng biến mất Với hai thầy trò Quảng Hiếu Còn có hai cây dương lớn Đừng đầy thiên tài địa bảo lấy được Bên trong cổng vòng Càng cứ theo lời kể của đám hải yêu Canh giữ bên ngoài Khoảng chừng một canh giờ trước có hai người trông giống hệt quý bất quý và ngô miễn đi ra Hai người đó vừa đi ra liền trực tiếp khuân đi hai cây dương lớn Bởi vì bất đồng ngôn ngữ Để đám hải yêu cũng không biết Đã xảy ra chuyện gì Được e ngại mặt mũi bách vô cầu Để vấn đề bọn họ mang dương rời đi Lục ngô miễn và quý bất quý đó đi Chúng còn mở đường cho bọn họ nữa Bây giờ trông thấy bách vô cầu Đi cùng hai người bọn họ trở ra Đám hải yêu cũng biết là đang mắc mưu rồi Con nào con đấy tức giận chu chéo ẩm ĩ Muốn chạy đi túng cổ Hai người kia trở về Thôi bỏ đi Đang bỏ canh giả rồi Hai tên đó chạy được đến chân trời luôn rồi đây Nhìn bây hải yêu Đang hết sức phẫn nộ Bệnh vô cầu nói với con hải yêu đầu lĩnh Đồ bên trong Vẫn còn rất nhiều Bằng kia coi như tống cổ ăn mày thôi À con gì kia Ngươi lại tìm thêm mấy cây dương nữa sẽ hết bảo vật trong đó vào cho ông đây Người không thấy phiền à Chưa đợi bách vô cầu nói xong Người bên tỏ vẻ bất đắc dĩ Lấy điền tên thô lỗ Nói tiếp Chúng ta còn chỗ Chân mấy cái thứ đồng nát đó không Lại nói Kể ra xem nhặt xong đồ rồi Ai sẽ khuân về Còn là ai được nữa à người không phải Đã quen sai sự ông đây nữa Nói được một nửa Bách vô cầu mới vơ lẽ Ý tứ trong câu hỏi của Ngô Miễn Mà người bọn họ ra trẻ lớn bé Một cái lại một cái lười như hồi Trách nhiệm mang đống thiên tài địa bảo này về Cuối cùng vẫn thuộc về hắn Thế là tên thô lỗ mặc kệ cha ruột của mình Bước lên Bởi hết những thiên tài địa bảo Đã nhét trong giường ném trả về Bị quê bất quy lại nhảy phát phiền Hắn bực bội nói thẳng một câu Ông già Giữa cây đống đổ nát này Với con trai ruột Cha chỉ có thể chọn một thôi Lo mà chọn đi Một câu nói Làm quy bất quy câm miệng ngay lập tức Cuối cùng vẫn là nhóc nhầm tam lại đây giảng hòa À đều nè mặt nên sâm bọn ta một chút Cũng không nói là không lấy gì cả mà Là bất tử Đừng nói nên sâm bọn ta không nghĩ cho ngươi Ngươi chọn vài món nhét đủ một cây dương đi Cháu trai à Coi như lấy lòng lão bất tử tí đi Ngươi sau đó với lão làm cái gì Lão bằng nào Ngươi bằng nào chứ lao giả gần đất xa trời đến nơi Cái này mà ngươi cũng muốn so à Cuối cùng coi như nề mặt nhấp nhầm tam Bách vô cầu đồng ý để quy bất quy Chọn thiên tài địa bảo Chất đủ một dương mang đi Trước khi đi Còn có một con hải yêu lưỡng cư Thân hình vạm vỡ Tiền đến giúp bách vô cầu vác dương Đám hải yêu trong biển Lại ra nước mở ra một con đường Cho hải yêu vương tương lai của mình đi qua có điều khác với con đường lúc đến đây Ngồi miễn quý bất quy Mang theo hai con yêu quái Đi dưới đáy biển Trường hai ba canh giờ Trường mặt bông rộng mở thông suốt liền thấy Ở vị trí cách đó hơn trăm trường trước mắt Có một con thuyền biển cỡ vừa Đầu dưới đáy biển Trên thuyền có mấy chục người Ăn mặc phục trang kỳ quái Bám vào mạng thuyền Về mặt hoàng sợ Nhìn mấy người đang đi bộ dưới đáy nước Hướng về phía thuyền bọn họ Trông thấy con thuyền đó Đại hải yêu đang vác dương bông dơ tay Chỉ vào thuyền chi chóe kêu to Bạch vô cầu phiên dịch Tê đa to con này nói Chúng ta hãy lên con thuyền này mà trở về Con đường lúc trước Đã bị hai thầy trò quảng hiếu phá hủy rồi Giờ chỉ còn cách Ngồi thuyền trở về thôi Trong khi Bạch vô cầu nói chuyện Đại hải yêu đang ném cây giường Lên con thuyền kia Lại giơ tay vẫy vẫy về phía vách tường nước biển phía sau Cây đó liền thấy Từ trong nước sông ra mười mấy con hải yêu lương cư nhỏ hơn đại hải yêu một chút bọn chúng xếp chồng lên nhau giáp thành một cây thang Bắt từ đáy biển lên mạn thuyền ngồi bến quý bất quy liền dân theo hai con yêu quái dẫm lên đám hải yêu đi lên thuyền sau đó nước biển bắt đầu hợp lại từ dưới đáy thuyền theo nước biển không ngừng dâng cao thuyền cũng dần dần nổi lên trong quá trình đó hết thầy thuyền trưởng thủy thủ đều sợ đến tè cả gia quần đức yên không dám lộn xộn cho đến khi thuyền biển hoàn toàn nổi lên mặt nước trong từng đợt tiếng kêu chói tai của đám hải yêu con thuyền này thêm mà tự động chạy đi nhắm nhầm tam bám vào mạn thuyền nhìn xuống dưới thì thấy vô số hải yêu đang đẩy thuyền tiến lên liên tục có hải yêu nhảy lên khỏi mặt nước kêu chi chóe với bách vô cầu ở trên thuyền lâu này già trẻ gai trai ăn mặc kỳ quái đều chen chúc hết vào trong khoang thuyền sợ run bẩn bật Bạch vô cầu liếc nhìn bọn họ nói Đừng sợ Chúng ta chỉ đi nhờ thuyền của các ngươi về nhà thôi À trong bộ dạng các ngươi Không giống người trung nguyên chúng ta nhỉ Thủ linh đến đây Nói cho ông đây biết Các ngươi là người ở đâu Đang muốn đi Đã nói là không phải sợ Các ngươi run cái gì Xem thử ông đây đúng không Ai là thủ lĩnh của các ngươi Bạch vô cầu nói một thôi một hồi Mấy người này vẫn đầy mặt mù mà không hiểu quy bất Quỷ bất quy mặc dù không nhìn thấy gì nhưng vợ nghe cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra ông già ngồi xuống cây dương bảo bối của mình cười khà khà nói <laughs> con trai ngốc bọn họ không phải người trung thổ chúng ta đương nhiên nghe không hiểu những gì ngươi nói bỏ đi để sau khi về đến đất liền ông già ta đi tìm người của hiệu buôn tứ thủy bảo lưu hỷ cho người điều thuyền lớn đưa bọn họ trở về Vừa nói đến hiệu buôn tứ thủy Trong số đám người có một người đàn ông Trường 30 tuổi đứng lên khom người cúi chào mấy người ngô miễn quý bất quy Sau đó nói chuyện bằng thứ tiếng Hán Vô cùng chúc chắc không sõi Ở à, các vị đại nhân Chúng ta là quan viên đến từ Đất nước mặt trời mọc Ta tên A Bội Thuyền Thủ Là thủ lĩnh của bọn họ Chúng ta đi chuyến này Là để thông thương Với hiệu buôn tứ thủy Nghe người tên A Bội Thuyền Thủ này Bập bẹ dặn từng chữ Bạch Vô Cầu thật sự không chịu nổi Đó với Quy Bất Quy vẫn đang tùm tìm cười Ông già, dạ, Sao ông đây chưa từng nghe nói đến nghe Đất nước mặt trời mọc gì đó nhỉ Bọn họ đang gạt ông đây Có phải không Đất nước mặt trời mọc Là cách bọn họ Hòa Mỹ tự xưng đất nước mình Chính là oa Quốc Nhật Bản đây Lòng già dạ Quy Bất Quy Không nằm ở chỗ mấy người oan này Ông già mở ra dương bảo bối Vừa đưa tay vứt phe mất thiên tài địa bảo bên trong và nói tiếp Ở đảo thần tài lúc trước Có tên Tam Lang Mở cửa hàng thu mua cá Chỉ là người Oa Quốc đây Còn nhớ không Cái tên Tam Lang cứ giận lên Là đòi rút đao tự sát đây Nhớ dạ rồi Hóa ra bọn họ là đồng hương Với cái tên Tam Lang kia giờ dạ đến cái tên Tam Lang cứ hở tí là đòi lấy đau mổ bụng Bạch vô cầu cũng bật cười to Quay lại nói với vị thủ lĩnh A bội thuyền thủ kia Đừng sợ Ông đây là yêu à, Nhưng mà không ăn thịt người đâu Người nói với bọn họ Chúng ta mượn con thuyền này dùng một chút Lúc sau ông đây dân người Đi gặp người của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên À con không phải là tìm bọn họ làm ăn sao Có gì to tát đâu à, Không phải Đại nhân hiểu lầm rồi Nghe thấy bách vô cầu Một dân bọn họ đến gặp hai vị chủ nhân Của hiệu buôn tứ thủy A bội thuyền thủ liên tục xua tay Cần bước đi ra khỏi Đam đông người oa Khòm lưng tiếp tục nói với bách vô cầu Ta muốn nhờ Các vị đại nhân dẫn đi Gặp hoàng đế bệ hạ của các ngươi A bội thuyền thủ Xuất thân thị tộc Hoàng biệt ở oa quốc ở trong nước giữa chức vị đại phụ vốn dĩ phụng mệnh anh trai a bội túc nại ma lữ đến hiệu buôn tứ thủy trao đổi việc buôn bán thông thương thủy đi đường nửa đường thì đột nhiên không hiểu sao mắc cạn dưới đáy biển rồi lại tận mắt chứng kiến một đám hải yêu hộ tống mấy người kỳ lạ này lên thuyền lập tức nhận định bọn họ đều là nhân vật có máu mặt ở trung thổ a bội thuyền thủ liền có ý định bắt lấy mối này Thử xem liệu có cơ hội Thông qua mấy người này Kết bạn với các quan to ở trung thổ hay không Đến lúc đó Bản thân mang được thánh chỉ của hoàng đế trung thổ trở về Thì không còn là Một viên đại phụ còn con nữa Nghe A Bội thuyền thù nói xong Bách vô cổng nghiêng đầu suy tư nửa ngày Cuối cùng nói Tên kia Người thế này là làm khó ông đây rồi đây Lục trợ chỗ chúng ta có mấy hoàng đế Giờ thì chỉ còn một thôi nhưng mà chồng cũng lung lay lắm rồi Người đi gặp hắn xong Nói không chừng đến ngày mai Lại đổi hoàng đế khác rồi đây Lúc ấy tin tức giữa đại tùy và hoa quốc Không thông thuận ao bội thuyền thủ Cũng không biết tình hình trung thổ hiện tại Trong lúc người này còn đang do dự Bà biệt đột nhiên vang lên Một chàng tiếng kêu của hải yêu Bạch vô cầu nghe thấy thì cau mày lại Nói với quỷ bất quỷ vẫn đang phơi bảo bối à Ông già Đám con cháu của ông đây nói Có một con thuyền đang lái về phía này Bảo nó không ngăn được Hết trường 140 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay Vậy là chúng ta Đã không phải chia tay bách vô cầu Chuyện vui vẫn còn tiếp ở phía trước Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Còn em thấy câu chuyện này hay rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ chuyện này Xin cảm ơn các bạn rất nhiều